Tada. Chào các bạn. Mình đang ở đền Thánh Gióng và mình đang đi xuống. Các bạn có thể nhìn thấy đường. Đấy. Ở trên này không thiếu những cái không khí trong lành. Còn nó riêng về Hà Nội thì it's not. Đó nhìn thấy không? Tada. Thấy chưa? Ở đây là những cái bậc mà mình đi xuống này. Mình đang bước xuống từng bước một. Thế qua. Cái trải nghiệm hay là cái hành trình mà mình lên đây ấy. Đầu tiên thì mình không có ý định là mình sẽ đi đền Gióng. Nhưng một chút nào đấy mình đã có cái điều gì đó đẩy mình lên, đó là mình phải đi tới đây. Và điều đặc biệt nữa đó là khi mà đi đến đây thì các bạn sẽ qua được chùa Non Nước. Đấy, cái đấy rất là hay. Đến đấy thì điều mà mình biết đó là có thầy Thích Nguyên Thành đặt ở chỗ đoạn nhà tổ. Wow, so nice. Thầy là một người rất là rất là giỏi, thật sự rất giỏi luôn. Khi mà mình cảm thấy nóng ở đây này, gió có thể đưa đây. Thật sự lên rừng thật là điều tuyệt vời các bạn. Tuyệt vời. Mình nghĩ là khi mà các bạn đã đặt chân lên một cái nơi nào đấy hay là một mảnh đất nào đấy, các bạn hãy tìm hiểu, các bạn hãy khám phá ra những cái điều tốt đẹp ở đấy. Và ngày hôm nay là mình lên Học viện Sóc Sơn chính là tham dự lễ và hội thảo khoa học, lễ về cụ Diệu Nhân, là người nữ đi tu và đã chứng đắc được quả vị. Có thể nói đây là một người đầu tiên. Tuyệt vời ạ. Mình đấy cũng không biết nói gì về các lịch sử cũng như tiểu sử của các ngài. Nên là nếu như mình có nói hơi sai là sai thì các bạn có thể search trên mạng, có thể tìm lại trên Google ha. Ok. Yeah. Đây. Khi mà mình xuống đến đây thì mình sẽ gặp đó là chùa Non Nước. Đấy các bạn có thể nhìn thấy nha. Mình sẽ view qua. Đấy, nhìn thấy gỗ gì chưa? Đấy, chùa Non Nước này nè. Đấy, vậy là mình đã đến cánh cửa này vào chùa Non Nước. Yeah yeah. Ta-da, mời ha. Tăng tăng. Như là khám phá. Bùm bùm. Đây là khung cảnh nơi đây ha. Các bạn có thể nhìn từ trên cao xuống. Ta-da. Wow, rất mát. Nhìn từ trên cao xuống nha. Ta-da. Ha, thế ha. Một ngày chủ nhật so fun nhé. Đấy, đây là, đấy, các bạn có thể đi chơi này. Đấy, đây là chỗ cụ Thích Nguyên Thành. Có nghĩa là nơi nào cũng đặt cụ vì cụ là you know, it's cụ tổ. Không phải cụ tổ mà là các cụ tổ đấy. Đấy, đấy đây nhá. Ở đây này, đấy. Và giờ mình sẽ đi xuống nhá. Xuống để về nơi cụ. Đấy. Thích lắm. Ta-da. Yeah. Hãy đi đến đây nếu như các bạn có thời gian rảnh. Và các bạn hãy cố gắng ha. Mình rất thích đi trải nghiệm, đi khám phá. So nice. Tuyệt vời. I'm running. Yep. Ok, see ya. Ta-da.